Tây Ban Nha, Đức, đỉnh cao và vượt sâu. Tây Ban Nha mở màn World Cup 2022 bằng chiến thắng lịch sử 7-0 trước Costa Rica, còn Đức là nạn nhân của địa chấn thu nhập 1-2 từ đỉnh cao. Bottas sẽ lại đè bẹp cổ xe tăng lúng thêm vào vượt sâu. Trong trận hủy diệt Costa Rica, Tây Ban Nha cầm bóng lên tới 81,9%, lập kỷ lục mới kể từ khi có dữ liệu này ở World Cup 1966, vượt qua con số 80,3% của Argentina trước Hy Lạp năm 2010. Đó là chiến thắng đậm nhất từ trước đến nay của Tây Ban Nha tại World Cup và họ cũng tự hào về thành tích gần đây trước Đức, chỉ thua một trong 7 lần gặp nhau trước đó. Dù Tây Ban Nha dự World Cup 2022 với tập thể trẻ, nhiều nhân tố lần đầu ra mắt sân khấu bóng đá lớn nhất thế giới, Tây Ban Nha xếp thứ 4/32 đội bóng World Cup 2022 về sức trẻ, khi độ tuổi trung bình là 25,6 trong khi Đức là 26,7. Nhưng sự khao khát và tự mới trọng lối chỉ khiến họ trở thành ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Chúng tôi đã cùng nhau xây dựng đội bóng trong một khoảng thời gian và nhận được thành quả xứng đáng, dù mới là bước đầu, huấn luyện viên Luis Enrique nói. Màn trình diễn trước Costa Rica là hoàn hảo ở mọi tuyến, cả phòng ngự lẫn tấn công. Điều đó giúp các cầu thủ càng chơi càng ăn ý, tự tin. Trái ngược với phong độ đỉnh cao của Tây Ban Nha, tuyển Đức đang trải qua những ngày tồi tệ. Trên sân cỏ, họ liên tiếp mắc sai lầm và đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng ở hai kỳ World Cup liên tiếp. Ngoài đường bích, vấn đề lục đục nội bộ đang khiến huấn luyện viên Hansi Flick đau đầu. Tuy nhiên, ông cũng phải chịu trách nhiệm vì những phát ngôn thiếu trách nhiệm, gây chia rẽ và sóng gió trong phòng thay đồ. Sau trận đấu với Nhật Bản, Chris không những chỉ trích hàng công phung phí quá nhiều cơ hội, dứt điểm cầu môn 26 lần, ghi một bàn, mà còn chê trách hàng thủ mắc quá nhiều sai lầm. Ông thậm chí còn chỉ mặc từng cá nhân mắc lỗi. Mọi chuyện đi xa hơn khi tiền vệ Ilkay Gundogan nói thằng Kai Havertz chơi như tàng hình, không có bất cứ đóng góp nào về lối chơi hay nỗ lực vì màu cờ sắc áo. Nhưng phản ứng của chủ domino đổ dở, lần lượt cứu thành đội trưởng Manuel Neuer và các cầu thủ khác đứng trả tố lẫn nhau. Ngoài ra, sự bất mãn âm ỉ lâu nay trong lòng tuyển Đức khiến cho rằng Flick quá ưu ái cầu thủ Bayern Munich và 7 cầu thủ lên tuyển. 5/7 trong đó chắc suất đá chính cũng bùng lên mạnh mẽ. Rõ ràng, phong độ và tính gắn kết tập thể trái ngược giữa Tây Ban Nha và Đức khiến nhà vô địch World Cup 2014 không được đánh giá cao khi hai đội chạm trán đêm nay, 2 giờ ngày 28 tháng 11 theo giờ Việt Nam. Chưa kể, thành tích đối đầu 7 trận gần đây cũng nghiêng về bỏ tốt với 4 thắng, 2 quà, 1 thua. Cách đây tròn 2 năm, Tây Ban Nha đã thắng Đức với tỷ số của một set tennis 6-0. Ferran Torres là ngôi sao sáng nhất ở trận đấu đó với một hat-trick, Alvaro Morata và Rodri đóng góp mỗi người một bàn. Tất cả đều góp mặt trong chiến dịch chinh phục World Cup 2022 của tuyển Tây Ban Nha. Ở trận ra quân, Torres lập cú đúp, còn Morata ấn định tỷ số 7-0 cho bỏ tốt. Thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ nhì sợ kẻ cố cùng liều thân, với thứ hai rất thích hợp để gán vào tuyển Đức hiện tại. Ở thế không còn gì để mất, họ sẽ chiến đấu hết mình để không biến thành tội đồ. Đây cũng là ẩn số khiến cuộc đụng độ giữa hai ông lớn châu Âu có kịch bản khó đoán, nhưng hứa hẹn cực kỳ hấp dẫn. Trận đấu hay nhất World Cup ngày 28 tháng 11, ngọn núi cao chờ đợi cố xe tăng Đức. Tâm điểm lượt trận đêm nay sẽ là cuộc đọ sức giữa Đức và Tây Ban Nha. Hai ông lớn châu Âu có những khởi đầu trái ngược sẽ bước vào trận cầu đêm nay với những tâm thế khác nhau. Đội tuyển Đức chắc chắn sẽ gặp áp lực lớn hơn nhiều so với đối thủ, do đã gặp thất bại bất ngờ ở lượt trận đầu tiên và bị đẩy vào tình thế buộc phải thắng ngày hôm nay. Đội tuyển Đức trước những sức ép về tinh thần. Thất bại choáng váng trước Nhật Bản trong một trận đấu nắm thế chủ động hầu hết thời gian là một điều không thể chấp nhận đối với những cố xe tăng. Người Đức nắm trong tay tất cả mọi yếu tố của một ứng cử viên vô địch nàng ký, lối chơi tấn công áp đặt, đội hình đan xen những cầu thủ giàu kinh nghiệm với những cầu thủ trẻ, một huấn luyện viên đã có nhiều danh hiệu ở châu Âu. Thế nhưng, hai bàn thua chóng vánh trong chưa đầy 10 phút trên sân vận động Khalifa đã đẩy tham vọng của đội bóng châu Âu đến bờ vực sụp đổ. Thất bại trước Nhật Bản chưa hẳn phơi bày một sự yếu kém về nhân sự hay lối chơi của Đài Man Chấp. Tuy nhiên, trận thua đã đặt nhà vô địch năm 2014 dưới những sức ép khủng khiếp với nguy cơ lần thứ hai liên tiếp bị loại ngay từ vòng bảng. Bầu không khí trong phòng thay đồ hết sức ảm đạm, với những mâu thuẫn và bất đồng ngày một leo thang giữa các cầu thủ trong đội. Ngoài ra, các vấn đề xoay quanh hành động biểu đạt chính trị cũng gây nên sự phân tán nhất định đối với thầy trò huấn luyện viên Hansi Flick. Tiền đạo trẻ Kai Havertz thừa nhận đội tuyển Đức ở giải lần này không nhận được nhiều sự cổ vũ như trước. Điều này có thể là một phần nguyên nhân khiến những cố xe tăng bất ngờ thi đấu dưới sức ở lượt trận đầu tiên. Đội hình ngôi sao với cơ hội thể hiện bản lĩnh. Như đã nói ở trên, thất bại ngày ra quân không làm ảnh hưởng tới vị thế ứng viên vô địch của người Đức. Không ai có thể nghi ngờ hay đánh giá thấp sức mạnh thực sự của Đài Man Chấp. Sơ đồ 4-2-3-1 dự kiến sẽ tiếp tục được duy trì trong trận đấu tới đây gặp Tây Ban Nha. Màn thể hiện ổn định và xuất sắc của Thomas Müller, Joshua Kimmich hay Radiger đảm bảo suất đá chính cho các cầu thủ này. Ngoài ra, sự trở lại của Leroy Sane đồng nghĩa với việc huấn luyện viên Hansi Flick sẽ có thêm lựa chọn nhằm gia cố hai bên cánh, hỗ trợ cho cặp tiền vệ Gundogan và Kimmich mở rộng không gian xoay sở, một điều xa xỉ trong trận đấu gặp Nhật Bản.
Ngoài ra, sức trẻ của Jamal Musiala cũng sẽ là một niềm hy vọng cho cuộc chiến nhằm thống lĩnh tuyến giữa trên sân của tuyển Đức. Đối thủ trước mắt, đội tuyển Tây Ban Nha, đang có tâm thế cực kỳ hứng khởi sau chiến thắng giòn giã 7-0 trước Costa Rica. Đội tuyển xứ Bò Tót để lại ấn tượng với đội hình trẻ trung và lối đá giàu sức sống ở khu trung lộ và 1/3 cuối sân. Những sao trẻ như Gavi, Pedri hay Ferran Torres để lại ấn tượng với kỹ thuật và tốc độ vượt trội so với đối thủ. Hầu hết những cầu thủ dự kiến trong đội hình xuất phát của Tây Ban Nha ngày hôm nay cũng là những người đã từng góp mặt trong chiến thắng hủy diệt 6-0 của La Roja Fiorentina trước người Đức ở UEFA Nations League mùa năm 2020 đến năm 2021. Món quà bất ngờ, cục diện khó đoán. Trước trận đấu này chỉ vài giờ, đội tuyển Costa Rica đã bất ngờ đánh bại Nhật Bản với tỷ số 1-0 trong một trận đấu gần như lép vế hoàn toàn. Kết quả này đã đẩy cục diện bảng E vào một tình thế rất khó đoán định, khi đã có tới 3 đội có 3 điểm trước trận đấu của Đức và Tây Ban Nha. Điều đó đồng nghĩa với việc một chiến thắng của người Đức sẽ khiến cả 4 đội trong bảng đấu bằng điểm nhau, và một thất bại vào đêm nay cũng chưa khiến đoàn quân Hansi Flick bị loại. Bất kể cục diện ra sao, thì những cỗ xe tăng ngày hôm nay vẫn sẽ quyết tâm hướng tới một chiến thắng. Đây sẽ không chỉ là chiến thắng giúp mở ra cơ hội đi tiếp, đưa đội tuyển Đức trở lại với cuộc đua vô địch, mà sẽ còn giúp bóng đá Đức vượt qua cuộc khủng hoảng toàn diện về niềm tin thường trực đeo bám kể từ sau thất bại tại Nga 4 năm trước. Một chiến thắng sẽ giúp Diamond Chap trở lại cuộc đua vô địch, tái khẳng định lại vị thế và đẳng cấp ông lớn, và xóa tan đi những nghi ngờ của người hâm mộ đặt lên vai đội tuyển trong suốt khoảng thời gian dài vừa qua. Đức đấu Tây Ban Nha, trên đôi vai Messi với Musiala. Không muốn bị loại sớm tại World Cup 2022, Đức buộc phải giành chiến thắng trước Tây Ban Nha và phó thác tương lai vào tài năng trẻ Jamal Musiala. Trận đấu được cả thế giới mong chờ giữa hai trong số ba nhà vô địch thế giới gần nhất. Đức đối đầu Tây Ban Nha ở lượt trận thứ hai bảng E World Cup 2022 đang đe dọa đến tương lai của Diamond Cup. Đội quân của Hansi Flick phải thắng bằng mọi giá để không lặp lại thảm họa nước Nga 2018, bị loại ngay từ vòng bảng. Vấn đề của Đức, trên sân Anfield là trận chung kết đối với người Đức và tất cả hy vọng đặt vào một chàng trai trẻ. Người ta đã nói nhiều về thế hệ trẻ Tây Ban Nha của Luis Enrique với Pedri, 20 tuổi, Ansu Fati, 20 tuổi, hay Gavi, 18 tuổi. Phía bên kia, Hansi Flick có Jamal Musiala. Mới 19 tuổi, Musiala sớm là trụ cột Bayern Munich và hiện đảm nhận trọng trách cứu rỗi đội tuyển Đức trong kỳ World Cup đầu tiên mà anh tham dự. Trong trận mở màn thua Nhật Bản 1-2, Đức vận hành dự trên 4-2-3-1, sơ đồ dự kiến được tiếp tục sử dụng trước Tây Ban Nha. Ý tưởng của Flick về trận đấu rất đơn giản, hai tiền vệ Kimmich và Gundogan chịu trách nhiệm tạo ra sự liên tục trong việc thu hồi cũng như phân phối bóng. Ngay phía trên, Gnabry và Musiala là những linh hồn tự do tìm kiếm khoảng trống ở hai bên cánh và tạo các đường chéo vào trung lộ. Tận dụng chuyển động dê dắt của Müller kết hợp với Havertz trong vai trò số 9 ảo. Trên thực tế, trong 60 phút đầu tiên trước Nhật Bản là đội tuyển Đức rất tinh tế, của một thứ bóng đá vui vẻ, với nhiều nguy hiểm trên hàng công. Đặc biệt là các pha bóng xuất phát từ Musiala, như cách anh vẫn chinh phục người hâm mộ Bayern Munich mỗi tuần. Thông minh, nhanh nhẹn và có năng khiếu bẩm sinh, Musiala cho thấy mình là một cầu thủ khó cản phá. Cho đến khi cỗ máy Đức bất ngờ hoạt động giảm công suất vì thiếu xăng. Khi Nhật Bản hiểu rằng cách tốt nhất để làm tổn thương người Đức chính xác là chơi như họ, thì cũng là lúc đội bóng của Hansi Flick gặp phải một vấn đề không mong muốn. Nhật Bản giỏi khai thác vào phía sau các tiền vệ Đức. Bên cạnh đó, các hậu vệ cánh của đại diện châu Á dâng lên kết hợp với tiền vệ để liên tục khiến đối phương rơi vào tình thế hai chọi một. Đây là chìa khóa cho màn lội ngược dòng. Chính Hansi Flick là một nguyên nhân lớn dẫn đến thất bại khi những thay đổi của ông khiến Đức mất cân bằng. Cựu thuyền trưởng Bayern Munich, người từng vô địch Champions League 2020, phải thay đổi nếu không muốn bị Tây Ban Nha khai thác. Niềm tin vào Musiala. Hansi Flick sẽ thay đổi và đặt niềm tin vào Musiala, cầu thủ mà ông cho ra mắt chuyên nghiệp tại Bayern. Musiala được coi là một trong những tài năng triển vọng nhất của bóng đá thế giới. Cầu thủ đang thi đấu cho câu lạc bộ xứ Bavaria được đánh giá cao đến mức này, cả huyền thoại Lothar Matthau cũng khẳng định anh có mọi tố chất để trở thành Messi mới. Lời khen của Matthau, người từng tham dự 5 kỳ World Cup, tương xứng với cách mà Musiala khiến cả thế giới phải kinh ngạc bằng chất lượng bóng đá tuyệt vời. Dù còn trẻ nhưng Jamal đang trải qua mùa giải thứ 3 với tư cách thành viên đội một Bayern mùa 2019-20. Anh ra mắt khi còn là thành viên đội trẻ, chỉ đá một trận. Mùa giải 2022-23 đang diễn ra là khoảng thời gian bùng nổ nhất của cầu thủ mang quốc tịch kép Anh và Đức. Anh đá 22 trận, ghi 12 bàn thắng và có 10 điều kiến tạo. Như vậy, Musiala tham gia vào một bàn thắng mỗi trận đấu mà anh góp mặt, tính cả bàn thắng và kiến tạo. Nếu tính chi tiết số phút, hiệu suất của anh còn ngoạn mục hơn. Cứ 63 phút trên sân thì anh tham gia vào một bàn thắng với Bayern. Điều gì phân biệt Musiala với những cầu thủ khác? Đó không chỉ là phẩm chất, tốc độ, sự nhanh nhạy hay phong cách của anh. Sự khác biệt được đánh dấu bằng việc ra mồ rèn luyện đôi mắt về nhãn quan chiến thuật tuyệt vời. Trong vài năm, Musiala có một thần kinh chịu trách nhiệm chuẩn bị sự phối hợp giữa mắt,
chuyển động cơ thể và não của anh. Từ đó, Musiala chuyển các hành động đã chuẩn bị thành chuyển động tự nhiên. Nhờ vậy, chỉ cần nhanh hơn mùng 1 tháng 10 giây trên sân là đủ cho sự khác biệt. Anh có thể kiểm soát bóng mà không cần nhìn quả bóng. Anh xử lý mọi việc mà hầu như không mất thời gian suy nghĩ hay nhìn đồng đội. 4 năm trước, Musiala buồn bã nhìn đội tuyển Đức trở về từ nước Nga và Joachim Löw trốn biệt một thời gian. Bây giờ, khi Dames Cup đang trong nghịch cảnh, Musiala quyết ngăn thảm họa 2018 tái diễn. Lionel Messi đã giúp Argentina vượt khó. Lionel Messi của bóng đá Đức có giải mã Tây Ban Nha. Xem ngay lịch thi đấu World Cup 2022 cập nhật.